quế với ớt vào luôn. Quá thơm luôn. Các bạn thấy nó đẹp không các bạn? Ngon không? Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm món cá hú chiên sả ớt và nấu canh chua rau muống. Thì ở đây mình chuẩn bị có hai con cá hú nè mọi người. Hai con cá hú đã làm sạch hết rồi, mình trụng nước ấm á. Nước ấm với giấm với muối mình cạo sạch con cá hết rồi nè, nàng cá nó muốn trắng luôn nè. Rồi canh chua thì mình có rau muống. Mình chỉ nấu rau muống không à. Còn bạn nào thích ăn thêm giá thì để vô nó sẽ ngon hơn. Tại nhà mình có người ăn người không. Còn sả, đây là sả bầm. Đây là tỏi, củ hành. Mình đã bầm sẵn luôn. Đây là rau ngò để mình nấu canh chua. Bây giờ là trước tiên thì mình sẽ đi sắt cá ra. Cái phần đầu với phần đuôi mình nấu canh chua. Còn khúc giữa thì mình chiên sả ớt. Rồi giờ mình sẽ đi sắt cá ra. Mình đã sắt ra xong hết rồi nè mọi người. Đó, mình chia đây là hai cái đầu với hai cái đuôi. Mình nấu canh chua. Còn hai khứa cá bự này nè. Mình sẽ muối chiên. À, mình khứa ra luôn nha mọi người. Mình khứa ra như vậy nè để mình ướp cho nó thấm hơn ha. Rồi mình cho vào cá chiên này nè, một chút xíu muối. Mình cho vào một miếng hạt nêm. Mình cho vào chút xíu bột ngọt. Cái này là mình không có ướp đường nha mọi người, mình ướp đường nữa mình chiên nó sẽ bị khét nha. Thì mình cho vào một chút xíu nước mắm. Rồi để cho cá nó thơm hơn nữa mình cho vào đây là tỏi sấy khô nè mọi người, tỏi sấy khô. Giờ mình sẽ cho nó vào sả ớt luôn nha, sả ớt luôn. Mình chừa lại một miếng, lát nữa mình sẽ phi thơm con cá để mình nấu canh đó, chừa lại một miếng. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị vô hết. Mình để tầm 15-20 phút để mình đi chiên. Giờ là bước tiếp theo, mình đi củ hành tím với sả để mình chiên sơ con cá, mình nấu canh nha mọi người. Mình sẽ bắt cái nồi lên và chờ cái nồi cho nó nóng, mình sẽ cho dầu ăn vào. Cái nồi đã nóng rồi mọi người, bây giờ mình cho vào đây một miếng dầu ăn. Mình giảm lửa nhỏ xuống. Mình sẽ cho hết ba cái tỏi và củ hành tím phi vào. Chờ cho tỏi hành tím nó vàng hơi rồi cái mình để xả hết vô luôn. Mình để xả hết vô. Mình phi cho nó vàng thơm lên. Rồi giờ ta xả nó đã vàng thơm rồi, giờ mình sẽ để cá vào. Và mình sẽ chảo cho nó nhẹ tay thôi nha mọi người để nó bị lột da đó. Mình phi vậy nè để cho miếng cá nó săn mà nó thơm, nó bán mùi cá đó mọi người, nó thơm.
Rồi như vậy là cá nó đã vàng thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào, mình nấu luôn, cho nước sôi vào. Mình nấu cho cái lượng nước mình vừa ăn nha. Ăn nhiều thì đổ nước nhiều. Nhiều đây nó đã thiếu rồi, mình thêm nước nữa. Rồi bây giờ mình để đây cho đậy nắp lại. Đậy nắp lại cho nó sôi lên cái mình sẽ vớt cá ra. Cá của mình nó đã sôi lên rồi nè mọi người. Mình sẽ đi hớt bớt cho nó cái bọt nha. Hớt bớt cái bọt cho nó. Cho cái nước nó trong. Rồi mình để cho nó sôi một dạo nữa, mình sẽ vớt cá ra ngoài. Rồi bây giờ cá nó đã sôi, đã chín rồi nè. Giờ mình sẽ vớt cá bỏ ra ngoài. Mình để trong đây lát nó bị nát á. Mình vớt hết luôn, vớt bỏ ra ngoài. Bây giờ xả nó còn ở trong nồi nhiều lắm nè các bạn ơi, mình có thể vớt bớt bỏ đi, còn bạn nào muốn giữ lại thì giữ, còn mình thì vớt bớt bỏ đi. Đó, mình vớt bớt cái xả bỏ đi. Vậy là nước nó đã sôi nhiều rồi nè, bây giờ mình mà bỏ ra muống vào, bỏ hết ra muống vô luôn. Mình cho nó sôi lại một cái nữa là mình nêm nếm. À, cái rau muống này nè mọi người, nãy mình cũng quên để nói cho mọi người nghe. Nó cọng nó màu đỏ, nhưng mà trong nước hồi nãy là mình có chiên cá trước đó. Rồi trong nước nó có cái chất dầu ăn đó, cho nên nó giữ được cái cọng rau muống xanh nè mọi người. Nó có giữ được cọng rau muống xanh nè, nhìn cái cọng rau muống nó ngon lắm. Rồi các bạn ơi, vậy là rau muống nó đang sôi lên nè, giờ mình có thể nêm nếm vào nha. Mình sẽ nêm nếm me vào, mình cho vào cái rây nè. Cho vào cái rây nè, mình nêm cho nó dễ. Chia cái hộp nó lại. Rồi mình cho nó vào muỗng muối. Muỗng rưỡi đi, muỗng rưỡi muối. Mình cho vào muỗng bột ngọt. Mình cho vào đường luôn. Mình cho vào 5 muỗng đường. Để cho nồi canh nó thêm hơn nữa, mình sẽ cho vào đây một miếng nước mắm nha. Để nước mắm vô cho nó đậm đà hơn. Và bây giờ mình cho nó sôi trở lại, mình sẽ bỏ cá vào. Rồi bây giờ nó sôi lại rồi, mình sẽ cho hết cái phần cá nãy vào. Mình để cá vô sau vậy nè mọi người, để cho nó không có bị nát cá nha. Mình chờ cho nó sôi lại, cái nữa là chín rồi đó. Rồi bây giờ nồi canh nó đã sôi trở lại, mình tắt bếp. Mình cho hết ngò, quế với ớt vào luôn. Quá thơm luôn. Các bạn thấy nó đẹp không các bạn? Ngon à. Rồi vậy là cái nồi canh của mình đã xong. Giờ bước tiếp theo mình đi bắt cái chảo lên. Tiếp theo giờ mình sẽ bắt cái chảo lên nha mọi người. Mình dùng cái chảo nhỏ thôi để cho nó có cái lượng dầu nó nhiều, nó đỡ tốn dầu. Mình chờ dầu sôi lên để bỏ cá vào chiên.
Rồi chảo dầu đã nóng lên rồi mọi người. Thường là mình chiên cá da trơn á, nó hay bị bún dầu á. Mình cho vào dầu miếng muối nha. Có muối vào nó sẽ giảm đi cái lượng bún dầu nha. Và đồng thời mình giảm lửa nhỏ lại. Mình sẽ cho cá vào chiên. Rồi nè các bạn ơi, đó cá mình đã chiên rồi nè. Thấy nó vàng rồi nè. Đó. Vàng được một bên rồi, giờ mình chờ một bên nữa là xong. Rồi nè mọi người ơi, vậy là cái món canh chua cá hú và cá hú chiên sả của mình đã xong rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy nó ngon không? Nó vàng nè. Vàng rất là ngon luôn. Vậy là video mình đến đây đã kết thúc rồi nha mọi người. Hẹn mọi người lại những video tiếp theo.